Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Dinh dưỡng ngày Tết cho bé. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết, việc đảm bảo dinh dưỡng cho bé là một việc thường được bố mẹ đơn giản hơn ngày bình thường. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ. Vì vậy, để đảm bảo cho trẻ có một sức khỏe thật tốt sau Tết, các mẹ nên chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho các bé trong những ngày này. Trong chương trình hôm nay, tin đưa ra một số lưu ý cần thiết về dinh dưỡng cho bé. Các bậc phụ huynh cần quan tâm giúp bé luôn khỏe mạnh trong những ngày Tết đến xuân về. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Lưu ý về thức ăn với bé còn bú mẹ, Tết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bữa ăn của bé vì sữa mẹ nguồn dinh dưỡng chính được duy trì đều đặn. Để đảm bảo đủ lượng sữa cho con, mẹ cần ăn đúng bữa và đủ chất dinh dưỡng. Các món ăn ngày Tết thường nhiều đạm, tẩm ướp gia vị và hương liệu. Vì thế khi mẹ ăn vào có thể khiến mùi vị sữa thay đổi, bé sẽ khó chịu và biếng ăn. Do đó bạn nên hạn chế những món có nhiều tỏi, tiêu, cà ri, một số món lên men như dưa, kiệu, dưa chuột bao tử không chỉ giúp bạn ăn ngon miệng hơn mà chúng còn chứa vitamin L có tác dụng kích thích tiết sữa. Lưu ý về đồ uống với bé còn bú mẹ mẹ cần cố gắng uống nhiều nước và tránh thức khuya để có đủ sữa cho bé bú ngay cả khi gia đình bận rộn bạn cũng nên tôn trọng giờ giấc sinh hoạt của con cho bé ăn và ngủ đúng giờ để tiết kiệm thời gian bạn có thể làm những món chế biến nhanh và vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bé như bột sữa trứng cháo thịt bò lợn hay rau củ nếu cả nhà cùng đi chơi bạn có thể cho bé ăn bột dinh dưỡng hoặc thức ăn đóng hộp các bé ở độ tuổi này cũng cần bổ sung nhiều trái cây Mâm ngũ quả ngày Tết chính là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho bé. Khi mua trái cây, bạn nên ưu tiên chọn các loại vú sữa, quýt ngọt, đu đủ, xoài cát. Tránh cho con bạn ăn quả lạnh vì bé sẽ bị bút răng và rất dễ viêm họng. Lưu ý về thức ăn với các trẻ lớn hơn. Bé có thể cùng tham gia những bữa tiệc Tết của gia đình, tuy vậy bố mẹ vẫn luôn phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con. Thức ăn những món thường gặp trong ngày Tết là giò chả, bánh trưng, mứt. Đây là các món chứa nhiều dầu mỡ, có độ ngọt chất béo cao. Những thức ăn giàu năng lượng này rất dễ gây béo phì cho trẻ, nhất là với bé phàm ăn. Bé cũng rất thích nhâm nhi bánh kẹo khi đi chúc Tết. Vì vậy, bạn nên hạn chế cho con ăn vặt hoặc ăn quá nhiều đồ béo, có thể nấu súp, bún hoặc miến để bé dễ tiêu hóa. lưu ý về đồ uống với các trẻ lớn hơn đồ uống ăn nhiều đồ béo đi chơi và hoạt động nhiều cơ thể trẻ cần được bổ sung nhiều nước hạn chế cho bé uống nước ngọt đóng hộp các loại nước có ga vài miếng hoa quả tươi cốc nước quả ép hay một lê cốc tai trái cây nhiều màu sắc sẽ làm thực đơn ngày tết của bé hấp dẫn hơn như thế các bé cũng sẽ thích thú và ăn nhiều hơn lưu ý về dinh dưỡng đối với các bé thừa cân. Trong dịp này, các bé rất thích ăn các loại bánh kẹo, bánh trưng có nhiều thịt mỡ, những loại thức ăn có nhiều trong ngày Tết. Chính điều này sẽ có tác động không tốt với trẻ sau Tết, trẻ sẽ tăng cân nhanh chóng. Muốn khắc phục điều này, trước hết trong nhà nên mua nhiều hoa quả, rau xanh cung cấp nhiều vitamin thay vì mua nhiều bánh kẹo mất. Không nên cho các bé ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đạm động vật. Trong trường hợp đi du xuân, đối với bé bị thừa cân béo phì các mẹ có thể tranh thủ khoảng thời gian khi cả nhà đi chơi trong khu vực bán kính gần, hãy cho trẻ tập thể dục bằng cách không di chuyển bằng phương tiện mà nên cho trẻ đi bộ. Như vậy trẻ vừa vui vẻ ngắm cảnh đường phố ngày Tết mà trẻ được đi bộ sẽ tiêu hao bớt năng lượng dư thừa khi ngày Tết ăn nhiều những loại thức ăn béo. Lưu ý về dinh dưỡng với các bé suy dinh dưỡng nhẹ cân. Trong dịp Tết do bố mẹ bận rộn với những công việc ngày Tết, tiếp khách, đi chúc Tết, bé lại càng có điều kiện tranh thủ biếng ăn hơn. Do đó các bố mẹ cần phải hết sức lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của các bé hơn trong những ngày này. Hãy cho các bé ăn đầy đủ, đúng giờ, đủ khẩu phần và dinh dưỡng. Với những loại thức ăn ngày Tết như nước ngọt, các mẹ không nhất thiết phải hạn chế nhiều như các bé thừa cân, nhưng cũng không nên cho các bé ăn quá nhiều bánh kẹo ngọt trước bữa ăn. Trước khi đi chơi nên cho bé ăn trước ở nhà, vẫn phải đảm bảo chế độ ăn uống, thời gian ăn uống như ngày thường có thể cho bé ăn những thức ăn khác cơm như bánh trưng, miến mà không làm mất đi hương vị Tết của bé. Các mẹ cũng nên lưu ý để phòng những trường hợp trẻ bị nhỡ bữa ăn nên có sự chuẩn bị trước những thức ăn sẵn mang theo như sữa tươi, sữa chua và một số đồ ăn nhẹ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin giới thiệu tới quý vị những lưu ý cho trẻ đi chơi Tết khi trời lạnh để giúp con hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt